Hiện tại là mình đang đứng ở tại một cái gọi là cái museum rất là nổi tiếng trên thế giới luôn các bạn. Đây là museum duy nhất chứa một con khủng long bạo chúa còn nguyên vẹn. Đi tới Chicago mà không vô bảo tàng này là thiếu sót cái đồ nha các bạn. Trời ơi, đây là cái xương của cái chân của nó đứng nè. Đây là cái móng của nó nè. À, welcome to Jurassic. Thì chúc mừng các bạn đã tới công viên kỷ Jura. Thì chỗ này là kỷ Jura thiệt, trên phim chỉ là giả, cái này là thiệt. Tất cả bộ xương khủng long trong này đều là thiệt. Bạn thấy người ta đi trên thuyền trên sông không? Thì đây là một cái con sông rất là đặc biệt. Thì đây là con sông duy nhất trên thế giới nó chảy ngược. Đây nhìn thế nào? Kính nhìn ghê. Nhìn được xuống đây luôn các bạn thấy không? Vì con này là con rất là đặc biệt nên họ làm một phòng triển lãm riêng luôn để trưng từng cái. Nhiều ông đòi review khủng long mà qua Mỹ không review khủng long là thiếu sót ông quá đó. Thì con T-Rex này nó dài tổng cộng là 12 mét. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang ở tại New York các bạn. Bạn thấy không? Cái tòa nhà gọi là chọc trời, bạn thấy giống New York không bạn? Nói giỡn cho bạn biết thì thật sự là mình đang đứng ở tại gọi là thành phố Chicago. Thì theo tiếng Mỹ người ta nói gọi là thành phố Chicago nha các bạn. Từ C chứ không phải là chi. Nhưng mà mình tiếng người Việt thì mình nói là Chicago. Thì đây là trong những thành phố gọi là nổi tiếng nhất của tại Hoa Kỳ. Và là trong những thành phố gọi là đông dân nhất và là lớn nhất tại Hoa Kỳ các bạn. Thì kiểu cái kiến trúc của tại thành phố Chicago này là những tòa nhà chọc trời giống bên New York các bạn. Nhưng mà thật sự là nó là một trong những, nó là thành phố đầu tiên ở tại Mỹ mà có kiểu kiến trúc gọi là tòa nhà chọc trời các bạn. Và tại đây có một cái kiến trúc rất rất là nổi tiếng, đó là tòa nhà chọc trời đầu tiên trên thế giới. Mình sẽ review cho bạn trong series này đó. Và một điểm thứ hai rất hay ở tại thành phố Chicago này, bạn nhìn nè, nó thấy không, ngã tư thấy không? Đây là kiến trúc tòa nhà chọc trời, bạn coi rất là nhiều phim mình quay cho bạn coi nè. Trời, nó to khổng lồ. Đây, mình đang đứng ở tại ngã tư ngay chỗ khách sạn mình đang ở luôn. Thì mình sẽ review cho bạn biết là ở tại đây nó có một cái điểm rất là hay, đó là có một cái bảo tàng về khủng long. Đó, có con T-Rex này là fan của khủng long đúng không? Là fan của gọi là phim công viên kỷ Jura, có cái con rất là nhiều khủng long mà nổi tiếng nhất là khủng long T-Rex. Thì mình sẽ review cho bạn coi là bộ xương hóa thạch ngay tại thành phố Chicago này luôn. Chicago rất là nhiều thứ rất là hay ho hấp dẫn. Thì mình sẽ đi tới từng điểm mình review và mình sẽ nói cho bạn biết về một xíu về lịch sử và những thứ hay ho tại thành phố gọi là Chicago này. Đó, cho nhiều bạn biết. Thì mỗi năm ở tại Chicago này đón tới 40 triệu du khách luôn. Thì bạn biết là độ hot của thành phố Chicago rồi, người ta xếp hạng là khi bạn tới Mỹ thì bạn phải tới thăm thành phố Chicago, bạn một trong những địa điểm bạn phải đến thăm. Thì bạn biết cả Việt Nam mình thời điểm mà cao điểm nhất á là đón 20 triệu du khách. Thì riêng thành phố Chicago này đón 40 triệu du khách là gấp đôi ở Việt Nam mình. Thật sự mà nói cho bạn biết thì là cái chỗ mình đang đứng á là nó gọi là Southside. Thì Southside là gì các bạn? Thì ở bên Mỹ bạn biết rồi là có gọi là người da trắng, người da đen hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Thì ở tại New York thì là người da đen chiếm đông nhất ở tại đô thị New York. Thì cái vùng sâu xa ở tại Chicago này thì là người da đen đứng thứ hai. Có nghĩa là bạn coi các vụ mà phân biệt chủng tộc người da đen tấn công người châu Á này nọ ở bên New York rất là nhiều đúng không? Tại vì người da đen tập hợp ở tại New York là đông nhất ở vùng đô thị. Thì cái vùng sâu xa mình đang đứng, cái chỗ mình đang đứng gần bên này nè là vùng đông thứ hai ở tại nước Mỹ. Nên chỗ này bạn sẽ thấy rất là nhiều người da đen họ sẽ sinh sống làm việc, họ đi lại chỗ này. Thì rất là nguy hiểm đó các bạn. Đó, thì ok, bây giờ mình sẽ đi ra quầy chỗ công viên ngoài này, mình sẽ nói tiếp cho bạn nghe. Đây, mình đang đi trên cái đại lộ của tại Chicago. Xung quanh là những tòa nhà chọc trời cao chót vót. Thì hiện tại mới ở Chicago mà nó cao chọc trời như vậy rồi thì biết tới New York, thành phố số 1 của Mỹ thì bạn sẽ không biết là tình hình như thế nào. Trời ơi, nó xây à. Nhìn các bạn thấy không? To cao bự đó. Người ta sẽ làm việc trong những tòa nhà building văn phòng như vậy các bạn, bự không bạn? Này, cái này là xe điện, xe đạp, đậu xe, đại lộ. Quay cho mấy ông xem thử là đi bộ tại Downtown Chicago có gì. Đây người ta xếp hàng đi làm buổi sáng nè. Đây à. Trời, cao không?
Thì mình với cô mình đang đi ra cái địa điểm, cái công viên rất là nổi tiếng ở tại Chicago này, cái biểu tượng. Thì mình đang đi dọc lại cái khu của người da đen lớn thứ hai tại Mỹ sau New York. Thì mình đi cho nó quen để đỡ bỡ ngỡ các bạn à. Chạy bữa mình qua New York mình đi review cho bạn coi thì cũng muốn đi qua khu da đen không mà các kiểu. Bây giờ là mình phải chống chọi trước cái không khí khu da đen bự thứ hai tại Mỹ. Có xe buýt xe đồ các bạn thấy không? Trời xe buýt. Ok bạn, mình đã đi ra tới khu gọi là trung tâm downtown của tại Chicago các bạn. Sau lưng mình là cái tòa nhà gọi là triển lãm tranh ảnh rất là nổi tiếng ở Chicago này. Trong này có những bức tranh rất là nổi tiếng của Van Gogh, của Picasso. Những bức tranh của thời mà từ năm thế kỷ thứ 18, 19 các bạn. Này, cái con siêu tử màu xanh rất là nổi tiếng tại Chicago. Hãy nhìn hướng qua bên này. Trời ơi. Đây là những kiến trúc tòa nhà chọc trời gọi là skyscraper đúng không mình? Tòa nhà chọc trời. Đây không biết là mình qua New York thì nó như thế nào nữa các bạn. Nhìn khá là đã. Xe buýt quá trời luôn nè. Này cũng có con sư tử màu xanh nè, biểu tượng à. Bạn tới Chicago bạn thấy con sư tử màu xanh này là có biết liền à. Đó thấy không? Nhìn nó rất là nổi tiếng. Ủa nhìn con sư tử nhìn đã ha. À, đứng bên hướng bên này bạn nhìn sẽ thấy nè những tòa nhà chọc trời chỗ đây. À, ok các bạn, thì hiện tại mình đang đứng tại một chỗ rất là nổi tiếng là Chicago. Đây là gọi là biểu tượng là Chicago các bạn. Thì cổng này tên là Cloud Gate, đây là cái cổng mà gọi là cổng mây. Thì khi tới Chicago bạn phải check in cái chỗ này. Đây là tại cái công viên gọi là công viên gì mình? Millennium Park. Đó. Thì sau cái cổng gây Cloud Gate này là sau này là những cái tòa nhà chọc trời ở tại Chicago. Thì tới đây mình sẽ nói cho bạn biết một thứ rất là hay ho tại Chicago là cái tên Chicago đó. Ở tiếng người và bản ngữ ngày xưa người Pháp qua đây á, họ thấy chỗ này rất là trồng rất là nhiều tỏi, rất là nhiều hành. Thì họ gọi là Chicago có nghĩa là đây là nghĩa là tỏi nha các bạn. Chicago nghĩa là tỏi, hoặc nghĩa là hành. Ok, giờ cho bạn coi thử cái cổng rất là nổi tiếng này trong này nó có cái gì. Để chứng minh cho thử có gì trong này. Trời ơi. Một điểm khá là thú vị ở đây là khi mà cái bởi vì lần trước mình review cho bạn coi cái núi Rushmore thì ở trên mạng thì cái tượng của bốn ông Rushmore rất là to, nhưng mà khi đến thực tế thì rất là nhỏ. Nhưng mà cái cục này, cái cục Cloud Gate này á, thấy trên mạng rất là nhỏ nhưng mà khi tới rất là to các bạn. Nó rất là to. Một kiến trúc rất là hay ở chỗ này các bạn nhìn thấy nè. Nó phản chiếu hình của bạn xuống luôn nha các bạn. Đó. Trời ơi. Rồi thử coi. Cái này nó làm bằng thép hay là bằng gì nè, rất là bóng. Bạn nhìn lên đây á, một chỗ bạn đứng á, cái điểm hay của nó là bạn thấy bạn gần mười mấy hai chục người luôn bạn. Có nghĩa là làm cho bạn thấy mà bạn nhìn thấy một kho, hai kho, ba, bốn kho, năm, sáu, bảy, tám, chín, chục thằng kho búp luôn mà. Với trời kho búp luôn. Đó. Thì tiếp ở đây thử coi gì. Đây là cái hướng đó hả, bên này nhìn ra thì công viên người ta sẽ chụp hình này nọ rất là nổi tiếng. Cái cổng này là bạn phải tới, khi tới Chicago phải tới chỗ này chụp hình check in cái đã. Rồi làm gì làm, ok không đó. Coi một góc. Sau khi mình đi thì mình thấy là cái cổng này là nó dài khoảng 20 mét và nó cao đâu đó khoảng tầm 10 mét, dài 20, cao 10 mét nha các bạn, mà rất là to. Nó hình cái hình nó giống như hình một giọt nước gì đó, nhưng mà nay nó gọi là cloud, là mây. À, chỗ này nó cũng phản chiếu được các bạn hết đó. Ở tại Chicago này có thứ rất là hay ho, ví dụ như mình nói với bạn hồi nãy á, ở mở màn thì là Chicago đó là thành phố gọi là đông dân thứ 3 ở tại Mỹ, sau gọi là Los Angeles và New York. New York là số 1 rồi, không nói đúng không bạn. Và là thành phố cũng là lớn thứ 3 ở tại Mỹ luôn, sau New York và Las Vegas. Thì nơi đây á, là ngày xưa bạn biết lúc ở video lần trước mình nói về núi Rushmore thì công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thì ở phía Bắc thì là Chicago nằm ở phía miền Bắc. Từ năm 1000 bắt đầu từ năm 1900 trở đi á, là bắt đầu dàn là di cư ở miền Nam, gọi là người da đen ở miền Nam. Họ di cư lên tới Chicago thì để họ kiếm việc làm ở trong những nhà máy xí nghiệp các bạn à, là công nghiệp hóa mà các bạn. Thì đó là lý do tại sao mà người da đen ở tại thành phố Chicago này rất là đông, đông thứ hai sau New York thôi các bạn. Họ di cư từ phía miền Nam đi lên
Thì còn vì sao này nọ mình đã nói ở Durosmo rất là nhiều và nổi tiếng Mỹ rồi. Thì tại vì mình đã nói là cái series này đi qua phía đông mình sẽ nói về lịch sử, kinh tế, văn hóa, địa lý của nước Mỹ nhiều hơn cho bạn biết. Thì bạn đang đứng chỗ hoặc là trong những cái trung tâm gọi là kinh tế, tài chính của Mỹ. Thì ngày xưa năm 1945 bạn biết là nhớ, sau kết thúc chiến tranh thứ hai đó là do Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản giữa Hiroshima và Nagasaki. Thì cái loại bom diệt hạch đó là được nghiên cứu lần đầu tiên thử nghiệm tại Đại học Chicago, là đứng tại thành phố Chicago này nè. Thì đó là khởi nguồn cho những loại bom nguyên tử sau này. Thì Chicago nó có một dự án gọi là dự án siêu mật của Manhattan. Bạn nào coi phim của DC bạn biết đó là Dr. Manhattan, các bạn biết không? Cái ông mà một xanh lì nè, ông là đón toàn năng. Thì dự án siêu mật Manhattan đó là dự án chế tạo bom nguyên tử và đã để ném hai cái bom xuống Nhật. Thì ở series vùng 51 bạn nói, mình nói cho bé biết là vùng tuyệt mật, vùng cấm, đó là dự án người ngoài hành tinh do CIA nắm giữ. Thì là nghiên cứu với người ngoài hành tinh, nó đỡ nguy hiểm hơn. Đây là dự án này, dự án siêu mật của Manhattan. Manhattan đó là một cái đại lộ, một cái quận nằm ở tại New York, nhưng mà nó lại đặt nghiên cứu ở tại Chicago này, nghiên cứu ra bom nguyên tử các bạn, tiền đề nghiên cứu ra bom nguyên tử và hủy diệt thế giới các bạn. Thì đó là tại Chicago này là làn sóng công nghiệp hóa, hiện đại hóa rất là mạnh. Đó là do tại sao những tòa nhà chọc trời ở đây á, là đây là gọi là thành phố đầu tiên là hướng tới skyscraper, là hướng tới những tòa nhà chọc trời, chứ không phải là New York. New York là thành phố gọi là giàu nhất, phát triển nhất, toàn nhiều tòa nhà chọc trời nhất, trung tâm tài chính của Mỹ. Thì là mình nói sau, khi nào tới New York mình nói tiếp, nhưng mà mình nói những cái thứ nhất ở tại Chicago cho bạn biết thêm một thứ, một ít đó. Thì tại Chicago này sẽ có, nó nằm ngay tại gọi là ven đó, tại gọi là Ngũ Đại Hồ tại Mỹ. Thì bạn biết biên giới giữa Mỹ và Canada nó có một cái, tự nhiên là nó có năm cái hồ rất là bự, gọi là Ngũ Đại Hồ. Cái hồ, cái nguồn nước ở đây là được cung cấp từ Canada, họ cung cấp nước từ băng tan bên Canada, nó tan xuống dưới cái Ngũ Đại Hồ này. Tiếp theo mình sẽ đi review cho bạn coi thử là cái tòa nhà chọc trời đầu tiên ở tại thế giới luôn nha các bạn. Đây tòa nhà tên là Willis. Thì tòa nhà này, đứng trên tòa nhà này thấy được ba bang, có nghĩa là ở bên Việt Nam mình có một cái hay đó là có một cái đỉnh gọi là đỉnh A Ba Chải ở tại Điện Biên. Khi bạn đứng trên đỉnh A Ba Chải nó thì con gà gáy ba nước đều nghe, gồm có gọi là Lào, Việt Nam và Trung Quốc. Thì ở tại đây có một cái tòa nhà chọc trời gọi là Willis. Đây là tòa nhà đầu tiên trên thế giới mà gọi là chọc trời cao nhất thế giới luôn các bạn. Nó đứng vị trí cao nhất thế giới trong vòng 30 năm, từ năm 1970 cho đến năm 2000. Thì đứng trên này thì bạn nhìn thấy được ba bang luôn, ba tiểu bang gồm có Illinois nè, Michigan nè, và tiểu bang gọi là Wisconsin. Bạn thấy gì sau lưng mình chưa bạn? Thì sau lưng mình là cái tòa nhà của tổng thống Donald Trump. Siêu khổng lồ luôn, á, nằm ngay cái vùng trung tâm mà đẹp nhất ở tại Chicago. Trời ơi, Trump Tower. Đây là tại Chicago nha các bạn. Mà nó đã là kinh khủng vậy thì biết là bên New York nó cỡ nào nữa các bạn. Thì rất là to, chiếm vị trí mặt tiền cũng như một chỗ này bạn gọi là ngã sáu Phù Đổng ở tại Sài Gòn cho dễ hiểu. Thì chỗ này là mình sẽ giao cái chỗ gọi là cái bờ sông rất là nổi tiếng ở tại đây, sông Chicago. Thì để ngủ một đêm trong này thì rất là rẻ, cũng có $500 thôi các bạn. Thì giữ xe lết $75. Các bạn biết là khi ở tại tất cả những thành phố lớn ở tại Mỹ á, thì tiền phòng bạn là $100, thì tiền giữ xe của bạn đâu đó khoảng tầm $50 đến $75, nghĩa là bạn ở 2 triệu thì tiền giữ xe của bạn là 1.8 triệu. Bạn nhớ điều đó nha các bạn. Thì bạn thấy có rất là nhiều kiến trúc rất là hay ho hấp dẫn. Thì bạn biết ở tại Chicago này có một trường đại học rất là nổi tiếng, đó là Đại học Kiến trúc Chicago. Thì tại đây có, nó dạy rất là nhiều thứ hay ho, dạy về gọi là làm về kiến trúc. Rất là design, rất là nhiều tòa nhà rất là đẹp. Thì đó là sao bạn nhìn ở đây mỗi tòa nhà có một kiến trúc rất là hay, giống như thời từ năm 1800 đến năm 1900 ở tại Anh đó các bạn. Ok, bây giờ theo chúng mình đi qua bên coi bờ sông bên này. Chỗ mình đứng là một cái bờ sông rất là nổi tiếng ở tại Chicago. Bạn thấy người ta đi trên thuyền trên sông không? Thì đây là một cái con sông rất là đặc biệt. Thì đây là con sông duy nhất trên thế giới nó chảy ngược. Ghê không bạn? Sông chỉ chảy xuôi thôi các bạn. Nó chảy đổ từ núi, nó chảy ra hạ lưu xong ra biển. Nhưng mà sông này đặc biệt là sông chảy ngược. Tại vì ngày xưa cái con sông nó bị ô nhiễm nên chính phủ họ cải tạo, họ làm con lãng ngược dòng sông nó chảy ngược luôn các bạn. Thì đây là duy nhất con sông trên thế giới nó chảy ngược ở tại Chicago nha các bạn. Thì khi mà nó chảy như vậy, bạn nhìn qua hướng bên này á, thì tòa nhà của Donald Trump là vị trí siêu đắc địa.
nhìn ra cái bờ sông chảy ngược chỗ này. Thì bạn biết ở tại Nhật có một cái cũng có con kênh để chạy như vậy ở tại Osaka. Bạn đi qua mình review cho bạn Osaka thì chỗ này là nó cũng như vậy vậy á. Bạn xin mua vé mà đi dọc hai bên bờ sông chỗ này. Nhìn tòa nhà đập trời bạn thấy có mỗi chỗ nó có một cái kiến trúc rất là hay. À, bạn sẽ đi du thuyền, bạn sẽ nghe hướng dẫn viên người ta sẽ thuyết trình. Người ta sẽ thuyết trình về lịch sử của Chicago rồi này nọ cái kiểu nè. Dọc thuyền đó. Thì bạn nghe cái bài hát rất là nổi tiếng ở tại Việt Nam mình mà hầu như thế hệ nào cũng nghe. Tin 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 tình tan tan, cuộc tình mình như chiếc thuyền nan nè, trôi nó trôi bền bồng nè, trôi đó Chicago rồi đó. Gặp cái anh gangster gì đó. Bạn nào mà đam mê gọi là kiến trúc hội họ này nọ thì bạn nên đến đại học Chicago để bạn học. Thì nó rất là nhiều trường đại học về kiến trúc lâu đời. Và tại đây nó tập hợp rất là nhiều thư viện, viện bảo tàng chuyên về nghệ thuật kiến trúc. Nên khi nào bạn ở Việt Nam á, bạn muốn qua đi tìm một cái trường nào đó để du học ở tại Mỹ thì nên học ở tại đại học Chicago. Thì mình nói cho bạn biết luôn á là nó là top 10 trường đại học lớn nhất ở tại Mỹ nên tỷ lệ chọi khá là cao. Ông nào vô được thì cứ vô, nhưng mà vô thì bảo đảm bao xịn luôn. Bạn thấy kiến trúc ở tại Chicago rồi đó, rất là xịn. Ok, bây giờ là theo chân mình sẽ đi qua review cho bạn coi là khủng long T-Rex. Ok cho bạn. Cái thời mà tuyệt chủng thì nó nằm ở tại Chicago này, cho bạn coi là cái khủng long thực tế ngoài đời là như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ thăm tòa nhà chọc trời đầu tiên trên thế giới đó, ở tại đây luôn. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old thinking, oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started up. Get me out of now, Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang đứng ở tại một cái gọi là cái museum rất là nổi tiếng trên thế giới luôn các bạn. Đây là museum duy nhất chứa con khủng long bạo chúa còn nguyên vẹn, to kinh khủng trong này. Ở trong này có nhiều thứ rất là hay hấp dẫn, mình sẽ đưa cho bạn coi. Ở bữa mình đưa cho bạn coi là museum ở tại Ai Cập, trong đó sẽ có Ai Cập rất là nhiều đúng không. Thì đây là museum chứa khủng long bạo chúa duy nhất trên thế giới, có nguyên bản nguyên một cái con khổng lồ. Giới thiệu cho mình. À đây các bạn, đây là cái museum này nè. Museum này tên là Field Museum. Field nghĩa là cánh đồng các bạn. Đó. Đây. Người đang đứng đó, ở giữa gọi là downtown của Chicago đó, cao tầng, cao đồ trong museum nó xanh trong lành mát mẻ bạn. Tại này cái này ngay cái hồ. Cái hồ gọi là Ngũ Đại Hồ tại Mỹ nó mát mẻ lắm. Thì thành phố đó, Chicago được mệnh danh gọi là thành phố của gió nha các bạn. Rất là mát. Ok. Gió. Đây, chúng ta đã đứng trước cửa cổng vào bảo tàng Field Museum. Cái con khủng long bảo chúa ta đang đứng đó là mình rất là nổi tiếng đó các bạn. Ồ, thì hướng qua bên này sẽ có cái gọi là thủy cung, thủy quái cũng rất là nổi tiếng ở Chicago. À, nhưng mà mình sẽ review ở đó lần sau, bây giờ mình sẽ đi vô trong cái bảo tàng này cái đã. Cho coi khủng long bảo chúa T-Rex các bạn. Đi tới Chicago mà không vô bảo tàng này là thiếu sót cái đời nha các bạn. Trời ơi, nhìn nó đã chứ. Bảo tàng to kinh khủng. Ok, đây là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới nha các bạn. Mà bạn phải đến xem với lại bảo tàng Ai Cập. À, đây do. Vô đây bạn nhớ đeo khẩu trang cho mình ơi.
Mua vé thì cái vé đó vô bảo tàng này là 26 đô một người, hai người là 52 đô, giữ xe là 26 đô nữa. Đây là cái vé đi vô của mình là 52 đô nha các bạn, vô bảo tàng nha. Đã các bạn. Thì hiện tại là mình đang chuẩn bị lấy vé để đi vô trong cái bảo tàng. Bạn thấy xa xa là có con khủng long không? Rất là to, mình sẽ đi với bạn coi con khủng long trong này. À, thì vé vào đây hai đứa là hết 1.000.000. Chịu mấy mình? Chịu 2. Giữ xe hết 600 là 1.800. 2. Chúng mình đây là con khủng long này, là gọi là khủng long ăn cỏ. Cái khủng long này là con khủng long mà có 4 chân ăn cỏ, đầu rất là dài các bạn. Nó cao, nó to, cái con này là nó to, nó cao hơn con T-Rex nha các bạn. Cái con này con khủng long là chuyên về ăn cỏ thôi chứ không phải ăn thịt. Đó, thì nó làm một mẫu trong chỗ này. Thì nó có 4 chân T-Rex, nó chỉ có 2 chân trước nhỏ xíu à. Để lên lại cho bạn coi nè. Đó. Trời ơi, đây là cái xương của cái chân của nó đứng nè. Đây là cái móng của nó nè. À, 1, 2, 3, 4. Chân trước của nó là 1, 2, 3, 4 ngón. À, 5 ngón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái chân nó là cái trụ, là 6 ngón. Để nhìn lên xương ngực, xương đồ của nó. Thì mình đứng, bạn đứng, mình đứng cho bạn coi nè. Trừ cái bụng này ra là mình đứng tới đây của nó. Cao quá bạn. Xương ngực nè, xương cổ nè. Đó là cái đầu của nó nè. Trời ơi, nó to chưa. Đi vô ra dưới này cho bạn coi dưới này cái con khủng long. Qua đây, qua đây nè Minh. Đây, đây là xương chân sau của nó. Đây là xương sau của khủng long. 1, 2, 3, 4 5 ngón, nó cũng có 5 ngón các bạn. Trời ơi. À. Nhìn, nhìn hướng ở đây nó còn là mô hình cái con chim thằn lằn bay luôn đó chứ. Thì đó bạn biết không, ở tại Bắc Mỹ á thì các loài khủng long và T-Rex đó là nó được phát hiện ở tại Bắc Mỹ, nên hóa thạch của nó là tại Bắc Mỹ. Và dòng khủng long T-Rex đó là dòng khủng long ăn thịt, thì có duy nhất tại Bắc Mỹ này là nó có hóa thạch đầy đủ, là trong này nó có một nguyên bản full đầy đủ con T-Rex luôn. Ok, bây giờ mình đi theo chân mình coi thử con T-Rex nằm đâu. À, thì đây là cái con khủng long xương của nó nè. Con thì hiện thời nãy mình review bạn coi là nó là như gì. Nó 4 chân ăn cỏ. Thì xương của nó là tại phát hiện nè. Xương của nó là nằm chỗ đây, lại rác chỗ này một cái, xong rồi nằm bên này là lại rác một xíu, người ta lụm lại thì nó ra thành một cái con mà nó to như vậy đó. Thì từ cái đầu này tới đuôi nó dài tới đây luôn các bạn. À, vô đây coi có gì, có gì này. Đây, anh nhìn đây, nhìn xuống là thấy con khủng long ăn cỏ mà nó to vậy các bạn. Bạn nhìn cái con voi, để dễ so sánh là con voi châu Phi á, là con voi to nhất ở trên thế giới. Mà con voi châu Phi á, bạn thấy hai con voi châu Phi không, nó đứng với con khủng long mà ăn cỏ này thôi mà nó dài gì nè. Rồi lại nhìn cái con chim, đây là mô hình cái con gọi là con khủng long, khủng long bay. Khủng long bay á mà nó to hơn con voi luôn, là để bạn hình dung là cái con voi châu Phi lại con khủng long bay này nó to cái nào. Bữa mình đưa cho bạn coi nó bên châu Phi con voi này đó, thì nó rất là nhỏ so với khủng long. Đi qua đây coi khủng long bạo chúa nữa các bạn. Ở đây có nhà vệ sinh đồ sạch sẽ đồ này nọ cái kiểu các bạn, bảo tàng nọ. À, đây là con họ khủng long nó tên là Mẹ Rambo Cesarotherus gì đây. Toàn tiếng của Hy Lạp không nha các bạn. Thì nó sống cách đây là từ 100 đến 66 triệu năm, nó cũng thời cùng thời phóng trắng chung với con khủng long bạo chúa. Alright. Đó, bữa này họ làm cái mô hình con khủng long bay rồi. Trời nó to lắm á, cái chân của nó, bạn thấy cái chân của nó không, nó to lắm bạn. Sải cánh của nó là tầm khoảng, mình nhìn là sải cánh khoảng 10 mét. Đây, đi gần cho bạn dễ coi hình dung nè.
Đây là con chim khủng long. Thì hiện tại trên mặt đất á, là con đại điểu, là con chim bự nhất trên mặt đất. Đó là loại chim. Thì đây là con loài khủng long. Đấy nhìn đó. Thấy không? Má không nhớ tới cái mỏ đó luôn. Các bạn thấy nó to cỡ nào không? Đó. Ở đây các bạn. Ôi ôi. Đó họ làm có mô hình cái con chim này cho bạn coi nè. Thì nó rất là to. So với khủng long mà đi thực tế ở ngoài đời bạn nhìn nó. Ôi ôi cổ nó to lắm á. Quay coi nó to gì. Đây. Cái con này nó tên là Therizinosaurus. Con mẹ gì nè. Nói chung là sống từ 100 đến 66 triệu năm trước. Cũng là thời phấn trắng. Đây là con này cũng sống từ thời phấn trắng nha các bạn, rất là to. Thì đây nó là hóa thạch nè. Bạn thấy hóa thạch của nó không? Đây là cái bản hóa thạch thiệt nha các bạn. Có nghĩa là cái con này là hóa thạch con. Đây là cái con của nó. Đã xíu vậy các bạn, đã xíu vậy thôi nhưng mà để ra sao nó to như vậy luôn á. Kinh khủng không? Đây. Chúng ta sẽ vào đây là chúng ta sẽ có thấy rất là nhiều loài khủng long bảo chú, là loài hàng xịn như này nè. Nhưng mà khi trước chỗ đó mình cho bạn coi đây là cái chỗ gọi là nhà khoa học, khảo cổ học, họ làm việc như thế nào. Thì đây các bạn, thì đầu tiên là bạn sẽ thấy là khi một nhà khoa học á, họ thấy một cái dấu vết thì họ nó sẽ là nguyên bản là gì, nó chỉ lờ lờ như đó thôi. Sau đó qua tới đây là bắt đầu họ đục đây, thì thấy là các bạn thấy hộp sọ của khủng long không? Sau đó là họ đóng thạch cao lại, họ đóng thạch cao lại, họ bảo quản lại, xong họ đóng lại thành một cái khối như vậy đó. Sau đó nó sẽ thành một cái khối cứng gì để họ vận chuyển đi đó. Thì chỗ này là những cái máy mà gọi là nó thổi, nó xây đất đó. Thì bạn nhìn qua đây, đây thì bạn thấy không, nhà khảo cổ học họ đó, mình lấy gần đây nè. Thì cô đó đang gọi là đục mấy khối đất xương này nọ để coi thử là đang gọi là lấy vết tích xương sọ tùm lum tà la. Rất là cực. Đây là nguyên một cái bộ khảo cổ. Thì video rất là chi tiết cho mong xem là nguyên bảo khổ học đó, người ta đang nghiên cứu. Có mấy trong rồi ta làm rồi, thấy không? Đó. Đang tìm xương khủng long nha các bạn. Đây là review chi tiết ngoài đời cho mong thử xem như thế nào. Đây. Chỗ này nó có con cá, trời nhìn nó ghê nha. Qua đây cho các bạn coi xương nè. Đây. Đây là cái con những con mà tê giác hai sừng mà dạng như là nó biệt tuyệt chủng các bạn. Bây giờ trên trái đất mình ghi con có tê giác một sừng. Con quỷ này tê giác hai sừng. Đây là hóa thạch của nó. Đó. Thì cái con này nó sống cách đây là 20 triệu năm. Cái loài tê giác này nè, bạn đã sống cách đây 20 triệu năm. Thì nếu mà bây giờ mình không bảo quản, bảo tồn tê giác thì nhà bữa nó tuyệt chủng là không có mà để mà coi đâu các bạn. Rồi, biết sơ mà chúng ta sẽ vô trong cái này. Griffin Horn of Enrolling Planet. À. Chúng ta vô đây sẽ thấy là đây là hình cái con tê giác nè. Đây nó miêu tả là 4 tỷ năm trước, thời là trái đất còn hầm hoang, chưa có gì hết. Sau đó trái đất mình có tuổi thọ tới 5 tỷ năm rồi các bạn. Họ làm dung nham rồi nổ. Đó, thời mà họ hầm hoang á. Vô đây Minh. Hình thành. Đây là mấy hóa thạch của mấy con là lần đầu tiên mà thời mà tiền sử, khi mà đại dương mới hình thành. Trời ơi, nhìn nó hóa thạch, nó nhìn nó ghê các bạn. Đây là những mẫu hóa thạch thật nha các bạn. Trời mấy con này giống con dế, con dán, con nhện, nhìn ghê bên hông. Đó, từ ngày xưa á. Thì bạn nhìn nè. Như ví dụ như con trước cái mặt mình đang con số 11 nè, nó sống cách đây nè, nửa tỷ năm. Nó sống nửa tỷ năm trước. Đây, thời xuất hiện lúc đó con người chưa có chữ gì đó, nó sống nửa tỷ năm trước là nó gì á. Trời ơi. Đây là hình thù của nó, nhìn dị dạng, nhìn ghê không?
hay sao. Nhìn rất là kỳ vậy đúng không? Trái đất mình còn nhiều thứ bí ẩn lắm bạn. Thì đây là những cái con đó ngày xưa nè, nó sống trong nó bò với đại dương thời mới hình thành đó. Ồ, một ống. $443 triệu năm. Bạn đi theo từ từ từng bước gọi là hình thành phát triển của trái đất. À, ồ, răng của tụi này giống như cái mặt giờ ha. Đây thời tiền sử nè, đây là bộ xương thịt của nó nè bạn, thời tiền sử nè đó, nó là như vậy nha, nó có cái bộ giáp trên đầu nó nè đó, răng nó ghê không, nó cắn. Thì con này là bao nhiêu, sống cái đây nửa tỷ năm nhờ tuyệt chủng rồi. Cái này mẫu thiệt. Đây thì mình phải đi review Teres, là mình phải đi vòng cho bạn coi là thằng Teres nó xuất hiện cách đây gọn là khoảng tầm từ 100 triệu năm cho đến 60 triệu năm trước, nên bạn mới phải từ từ hình thành vô đây các bạn. Trời ơi, lúc đó là con cuốn chiếu nè, đây là con cuốn chiếu ngày xưa nè các bạn. Con cuốn chiếu ngày xưa là nó dài khoảng 1 mét mấy 2 mét, trời, 1 mét nè, cho bạn dễ hình dung là cách đây 400 triệu năm là nó sống trong này, rất là ghê. Đó. Từ từ mới có khủng long xuất hiện nha bạn. Đầu tiên là từ đại dương, sau đó từ mấy loài giáp sát, giáp bò xuất hiện. Đây, 290 triệu năm. Thì bắt đầu là khủng long bắt đầu xuất hiện nha. Sau khi loài giáp sát, tất nhiên là loài bò sát xuất hiện, thì khủng long là thuộc loại bò sát. Đây, thì nó hình thành những cái con như là con lưỡng cư này nè, nó không nhìn mặt giống như khủng long, sau này chuẩn bị nó hình thành nè. Đó, thì nó bò trên này. Bạn hiểu không? Bạn mới hiểu về sinh học một chút, nghĩa là khi mà trái đất mình hình thành là nó sự sống bắt đầu từ dưới nước trước. Từ dưới nước bắt đầu nó mới thành lưỡng cư, từ lưỡng cư xong mới thành bò sát, từ bò sát xong mới thành mới xuất hiện khủng long. Nên bạn phải review theo thứ tự cho bạn coi. Đây. Sau khi nó bò sát cái mặt đất xong đúng không, thì nó bò hỏng lên khỏi mặt đất, bắt đầu nó hỏng lên nè, thấy không, bắt đầu nó tiến hóa là nó bò cao hơn, nó không ép bụng nó xuống dưới mặt đất nữa đó, nó hở cao lên, thì bạn thấy không, nó hở lên như vậy. Đây tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy giống như đây loại những loại thằn lằn, những loại bò sát xuất hiện cách đây gọi là gần 300 triệu năm. À. Trong đây là rất là nhiều bộ hóa thạch, gọi là hóa thạch thực tế là thiệt nha các bạn, chứ không phải là đây là mô hình giả đâu, đây là thiệt. Đây là trong những bảo tàng lớn nhất và gọi là khủng long bò sát thời của trái đất mình đó các bạn. Đó. Rồi đây. Gần 250 triệu năm trước. Tiếp theo tới 250 triệu năm trước. Tiếp theo. Đây. Thì cái loài bò sát bắt đầu mà nó đứng cao lên. Sau khi nó đứng bốn chân nó đứng cao lên, các bạn thấy không? Đó. Bắt đầu chuẩn bị hình thành khủng long rồi nha các bạn. Rồi đây chúng ta có những mẫu hóa thạch. Rất là nhiều. Rồi đây các bạn, đây. Nhìn thấy quen quen ha. Nhìn thấy dáng đứng quen quen, chuẩn bị nhìn gần giống khủng long chưa các bạn? Này. Chúng ta sẽ coi là những cái, đây là những cái mô hình nữa hả, đây là cái bộ hóa thạch của nó nè. Cái loại này là giống như cái loại giống như bạn ở Việt Nam mình coi là giống như con đà, kỳ đà, kỳ nhông rồi á. Thì đây, những con mà cắt ké chạy trong cái phim mà kỷ du ra các bạn, những mấy con chạy gì nè, thì nó cắn chưa được cái con té đâu, thì vô đây các bạn, vô đây đây chỗ chính mà muốn coi đúng không,
Welcome to Jurassic and Research Reviews từ 200.5 đến 65 triệu năm. Thì chúc mừng các bạn đã tới công viên kỷ Jura. Thì chỗ này là kỷ Jura thiệt, trên phim chỉ là giả, cái này là thiệt. Tất cả bộ xương khủng long trong này đều là thiệt. Và T-Rex xuất hiện trong thời kỳ này, đây là thời kỳ Jura và kỳ đây là kỳ phóng trắng nha các bạn. Cretaceous là thời kỳ gọi là phóng trắng, chuẩn bị nó bị nó tuyệt chủng. Đây cho các bạn coi nè. Đây là một bộ sưu tập rất là đắt giá. À, bạn thấy sao? Trời ơi, con này hai chi trước nó tiêu biến, hai chân sau nó to lên vậy là con gì các bạn? Quay cho bạn coi. Đây. Đây là giọng gì? Onsasaurus và Pterosaurus hay small above. Đây là không phải là khủng long bảo chú các bạn. Đây là cũng là dòng gọi là dòng khủng long luôn. Nó gọi là cũng là một dòng khủng long ăn thịt, nhưng mà nó là không phải là dòng của T-Rex, là gọi là nó là bảo chú, hiểu không? Nó là vẫn là khủng long mà cũng ăn thịt. Nó mít nó Ether nè, nó là một dòng trong dòng, trong một cái chi gọi là cùng chi với thằng chi thằng khủng long bảo chú, nhưng mà nó là chi cấp thấp hơn cái thằng bảo chú. Thì thấy không, nó cái bộ xương lúc mà hóa thạch đã nằm xuống gì nè, nó thì con đứng lên là nó dựng xương lên gì nè, nó hóa thạch nguyên bộ xương vậy luôn nha. Đây bạn nhìn nè, khi nó ăn thịt á thì nó cũng lượng khủng long khác ăn thịt nè, bạn thấy không, nó ăn thịt nó cũng ăn thịt, nó ăn từ bụng lên nè. Thì đây là cái khủng long này, khủng long hiền, khủng long có hai sừng là giống như là cái này là ông cố nội của tê giác nè các bạn, cái con này là ông cố nội của tê giác nè, cái hai sừng nè. Đây là khủng long này tên gì, nó tên là Magincephalian. Đây mình qua đây, nó tên là Magincephalian. Thì nó có đây, nó dạng này nè, bạn coi trong phim rất là nhiều rồi đúng không? Thì ở ngoài đây bạn nhìn cái con khủng long này thì nó tương đương với con voi. Thì nếu mà so với chiều cao thì nó lùn hơn con voi châu Phi bây giờ nha, con voi châu Phi bây giờ to hơn con này. To hơn con này nha các bạn. Even if it was just a like. Nè. Khi nó gặp khủng long bạo chúa, bạn thấy không, nó đối đầu khủng long chúa này, nó có cái sừng để nó chống chọi cho khủng long bạo chúa. Đây là dòng khủng long gọi là gì đây, Maya Sora, thì nó sống 75 triệu năm trước. Đây là kiểu như là nó sống từ thời của thằng cái sấu vậy nè, phải không anh? Nó có cái phòng đây sau nhìn dễ thương không bạn? Nó kêu gì á, ụt, bạn nghe không? Đó, thì con này nó là gì, cái mặt nó là gì? Chỗ này chúng ta gọi một cái con khủng long. Đây là cái con khủng long là cho bạn dễ hiểu nè. Apatosaurus. Đây, con khủng long trong phim hình bạn hay coi nè. Đây con khủng long trong phim hình mình nhìn rất là dễ thương đúng không? Ngọn nghỉnh đúng không? Đó, kiểu long trong phim hình á. Đó, thì đây. Ở ngoài đời này trời, máy nó to lắm em, nó các bạn, nó to hơn con khủng long bảo chúa nhiều luôn. Đây cái đầu của nó nè, không ngờ tay vẫn giữ hộp sọ được tới giờ luôn nè, răng cỏ khủng long, chân rất là to. Đây đó, nguyên bản thấy không bạn? Thì ở dưới á, ở dưới là nó dựng cái mô hình cho các bạn xem, đây mới là xương thiệt của nó, ở dưới là nó dựng mô hình, ở đây là bộ xương thiệt ở dưới đó. Bạn thấy không, đây là cái bộ xương thiệt của nó, các bạn hóa thân hóa sợ ở dưới là nó làm bằng nó dựng giả lên để làm cho mẫu các bạn coi thôi. Ở đây mới là thiệt của nó này, nó rất là dài, con này nó dài mình nhìn thật, nó không phải dài 20 mét, nó dài chắc phải 20 mét á, hai mấy 30 mét á.
to rồi con này đó. Nó to cái xe này. Trời, cái xương bánh chè của nó mà nó to vậy luôn á trời. Trời, ngày xưa nó đục cái xương khủng long mà kinh khủng vậy nha. Chúng ta sẽ coi một cái con khủng long. Cái khủng long này nó tên là Tăng. Cái khủng long này nó giống như là cái con hà mã tê giác vậy, nó tên là Tăng nè. Anikasolus là cái sọc cái giác của nó nhìn giống như con tê tê á. Không anh ha? Đó. Thì nó là gì? Nó có 4 sừng trên đầu luôn. Ủa này cái đuôi ha, cái sừng vậy, cái đuôi. Trời ơi. Cái đuôi, sau đuôi có 4 cái. Cái đầu nhỏ xíu á. À là con này nè. Ở sau đuôi nó có 4 cái xương. Cái đầu mình của nó là như vậy. Ừ. Còn con nãy mình coi này dễ thương là con này nè. Nó sống dưới nước, nó to chứ bộ. Đuôi dài thòng lòng mà. Nó bơi được dưới nước. Con quỷ này dễ thương nè, nó bơi được dưới nước. Đây, nó tên là Rapetosaurus. Mẹ nó tên đọc con léo lưỡi thôi chứ bộ. Thôi mình. Ok bạn, sau khi cho bạn coi xong 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 những cái con khủng long cùi bắp, chúng ta đến nhân vật chính nổi tiếng nhất, gọi là văn hóa đại chúng của các bạn, là khủng long T-Rex. Nó tên là cái gì các bạn? Tyrannosaurus. Đây, đây là hướng vào khủng long T-Rex các bạn. À. Đây. Chúng ta sẽ vô đây. Cái con khủng long này nó tên là Sue. Thì chúng ta gặp con khủng long T-Rex nó tên là Tyrannosaurus Rex, viết tắt là T-Rex nha các bạn. Đó, đã chưa? À, không biết mình không biết đi ngõ nào đây, nhưng mà sẽ đi ngõ này. 67 triệu năm trước, bạn thấy không? Bạn đang ở là trong cái cánh rừng mà cách đây ở cách đây gọi là 67 triệu năm. Ok các bạn, giờ đi vô con T-Rex. Thì năm 1990 thì cái nhà khảo học tên là Sue Henderson thì tìm ra được con T-Rex này các bạn. Thì nên con T-Rex này tên là Sue luôn. Đó. Từ năm 1990 thì họ tìm được ở đâu? Nó tìm ở sâu Dakota. Đó. Cái nghĩa là cái chỗ mà hồi nãy mình bữa sorry mà mình review cho bạn coi 40 tổng thống á, ở tại núi Rushmore thì đó là ở tại bang sao Dakota cho các bạn. Thì cái xương khủng long của thằng T-Rex này được tìm tại đó. Ok chưa? Đã vô đây. Đây là nơi duy nhất trên thế giới là lưu giữ đầy đủ một cái bộ xương khủng long của T-Rex nha các bạn. Bạn nên nhớ là cái trong cái khảo cổ trong cái này á, một cái mẫu con T-Rex á là nó cao khoảng 4 mét, nó dài là 12 mét và nó nặng là 7 tấn. Đó. Thì bây giờ theo chương trình cho coi khám phá con T-Rex này. Vì con này là con rất là đặc biệt nên họ làm một phòng triển lãm riêng luôn để trưng từng cái. Thì bạn nhìn đây nè, đây là cái đầu của con T-Rex đó, là Su Real School. Đây là xương sọ của nó nè nha. Đây là xương sọ của nó. Đây giờ bạn vẫn nhìn đây, nguyên bộ răng củ quẻ đầy đủ nha bạn. Đây là những cái răng của nó, bạn nhìn cái răng của nó nè. Đây là cái răng gốc của nó, bạn giơ một ngón tay lên thì nó dài đâu khoảng tầm 30 cm. Trời ơi, nguyên cái đầu của con nó. Rồi họ để cái răng ngồi đây cho bạn dễ làm mẫu nè. Đây. Ở đây họ đúc cái răng ngồi đây cho bạn dễ đo bằng ngón tay nè, bạn thấy con T-Rex ngồi đời á. Cho bạn dễ hình dung, coi trong phim sao dễ hình dung. Thì mình đứng gần nó là cái đầu đó là như vậy. Thì từ cái hàm nó lên cái đầu này mình khoảng 1 mét. À. Ok. Thì nó là như vậy nè. Thì bạn nhìn đây là cái đầu của nó nguyên bản ở trước. À, của đây là cái đầu thiệt của con T-Rex nha các bạn. Răng gỗ mặt, nhìn nó hung. Nhiều ông đòi review khủng long mà qua Mỹ không review khủng long là thiếu sót đông quá đó. Hướng này là hướng bên trái của nó. Đầy đủ. Thì bạn biết cái con T-Rex này là bạn nhìn đây là một cái sự thật nè. Con T-Rex Su này nè, đây là con T-Rex mà lớn nhất và là được hoàn thiện nhất từng được tìm thấy luôn các bạn. Thì từ khi mà nó được đi vào triển lãm trong cái Field Museum năm 97 á, thì tất cả các nhà khoa học trên thế giới đều phải tới đây, đều muốn tới đây để nghiên cứu các bạn. Thì họ cảm ơn cái bà Su này để cho mọi người là biết nhiều hơn về cái con khủng long bạo chúa T-Rex. À,
Thì bạn biết không, con T-Rex này nó là một chi trong họ Dinosaurus. Và Dinosaurus là nãy mình đi quay vào đó là cái họ dòng họ ăn thịt. Nhưng mà cái con đó nó sống cách đây 100 triệu năm, thì con T-Rex này là sống cách đây 65 triệu năm thì nó to hơn cái con Dinosaurus. Tại sao nó là tên là T-Rex thì họ nghĩ là gì, thì vô đây mình sẽ giải thích cho bạn coi. Đây vô bạn coi trong này nè. Đây các bạn, đây là bộ xương của con khủng long T-Rex. Hướng vào đây cho bạn cho coi nè. Đây, một bộ xương đó, rất là hiền thoại rồi đúng không các bạn. Đầu ngõn qua đây thì cái đầu này là đầu giả. Bạn nên nhớ đầu giả, tại cái đầu thiệt là mình cho bạn coi hơn trước rồi, đầu thiệt. Thì từ cái đầu, từ cái mình, từ cái cổ trở đằng sau á, nó là hàng real, hàng thiệt nha các bạn. Đây. Đó. Bạn nhìn nha. Từ cái cổ của nó ra tới cái đuôi của nó là hàng thiệt. Thì con T-Rex này nó dài tổng cộng là 12 mét. Thì nó cao là từ cái chân của nó lên cái lưng của nó là 4 mét. Và nó nặng đâu đó khoảng tầm là 10 tấn ở các bạn. Thì con T-Rex này á, nó là được hai cái các bạn. Thì hiện nay là vẫn, người ta vẫn chưa hiểu biết là con T-Rex là được hai cái, nên gọi nó là ít, nên là không biết được hai cái các bạn. À. Và con T-Rex này nó hay nữa cái là bạn nhìn cho bạn giải thích cho bạn hiểu là tại sao tên là T-Rex đây. Cái tên của nó là Tyrannosaurus Rex, trong tiếng Latin có nghĩa là đây nè, Saurus nghĩa là con thằn lằn, và Rex nghĩa là king, nghĩa là con thằn lằn khủng, bạn hiểu không? Đó, thì nó nặng là nó dài 12 mét nè, nó nặng đâu đó khoảng tầm 10 ton. 10 ton là tầm 10 tấn. Đó. Thì con này, con T-Rex này nó sống đâu đó khoảng tầm là được 30 tuổi. Đó, trước khi nó chết. Và giới tính thì không ai biết nó là giới tính gì hết. Đó. Bạn thấy không? Mà đi qua bên hướng cái này mình sẽ cho bạn coi cái này hay lắm nè. Này. Ừ. Bạn thấy ở trước mặt nó là cái hai cái chi trước của nó rất là ngắn không ạ? Đây. Ở trước nó là cái hai chi trước rất là ngắn. Đây là nó có huyền thoại, con khủng long T-Rex này là hai chân sau rất là bự, hai chi trước rất là ngắn. Thì đây là hai chi trước nó, là họ mô phỏng cho bạn coi nè. Hai chi trước nó là chỉ có hai cái móng gì thôi. Đó. Thì bạn thấy không? Cái đây là cái tay nhỏ nó đã làm nó một cái huyền thoại con T-Rex này nè. Tới bây giờ người ta không biết là cái mục đích của cái tay này làm cái gì các bạn à. Nhiều người thì họ cho rằng là để bắt mồi, hoặc là để hái cây hái lá, hoặc là để làm gì đó. Nhưng mà thật sự là cái chi chút của nó, bạn cho bạn coi này nha. Một gang tay nè, hai gang tay nè, ba gang tay, bốn gang tay. Thì chi chút của nó dài khoảng là bốn gang tay của mình là tầm 80-90cm, là chưa được 1 mét. So với cơ thể của nó rất là khủng, thì cái chi chút của nó rất là ngắn. Và một cái điểm cho bạn coi nè, đây là bộ hóa thạch thật của con T-Rex. Bạn nhìn cái bộ xương, đây là cái xương sườn, bạn nhìn thấy cái ba cái xương sườn không, nó bị gãy ba cái xương sườn, bạn nhìn nè, 1, 2, 3 nó bị gãy ba cái xương sườn, không biết bạn thấy không, mình sẽ quay bằng điện thoại cho bạn coi, nhiều khi chói bạn không thấy. Đây các bạn coi cái xương bị gãy của nó nè, bạn nhìn nè, thấy không, ba đốt xương nó bị gãy, nó hồi phục lại nè. Đây bạn qua đây bạn nhìn nè, họ mô phỏng bạn coi nè, đây là cái xương sườn của con T-Rex thì nó bị gãy. Là khi nó gãy nó tự hồi phục lại nha bạn. Khi gãy nó tự hồi phục lại, thế là nó dầm như nè. Can you feel the loom of bone? Cái xương sườn của nó là đã được để hồi phục lại sau khi nó bị gãy. Có nghĩa là bạn biết là khi mà cái con này á, nó bị gãy cái xương sườn á, là nó tự hồi phục lại được. Hay không? Và một đặc điểm nữa là cái con này á, cái răng của nó là khi mà bị rụng á thì nó mọc lại, rụng thì mọc lại. Bạn nó giống như con cái mặt vậy, rụng là mọc lại được. Đó, rất là hay. Đây. Đi dọn xuống này thử coi còn gì nữa không. Trời ơi. Đây là cái đầu còn nguyên vẹn của con này, là cái con khủng long hai sừng, giống như là tổ tiên của tê giác rồi đó các bạn. Ok, mình ra lại T-Rex qua đây. Cái là mình ảnh T-Rex nè. Dữ không? Đó. Nhìn phía hướng này thì bây giờ bạn biết không, sau khi họ nghiên cứu ra cái bộ xương T-Rex này á, tới giờ họ vẫn không biết là con T-Rex này á
là nó đi săn mồi, là nó săn theo đàn hay là nó săn một mình, hoặc là nó là động vật là gọi là săn mồi ăn sống hay là ăn xác chết. Tới bây giờ nó vẫn còn tranh cãi, vẫn còn không biết là nó là loài săn mồi như là nó như sư tử là nó bắt con nai con thu còn sống, hay là loài ăn xác chết giống như là ăn con kền kền, các bạn giờ vẫn không biết nha các bạn. Đó vì mình video cho bạn coi hơn là cái con này là rất là nổi tiếng, nghĩa là chỉ duy nhất tại đây thôi, thì là con T-Rex này rồi. Nên chuẩn bị thuyết trình các bạn. Đây, đấy, họ sẽ thuyết trình con T-Rex cho bạn nghe. Đó. Ồ quá, chúng ta tiếp thôi bạn. Ồ các bạn, sau khi bạn coi khủng long T-Rex xong, chúng ta sẽ tới thời tuyệt chủng của loài khủng long, thì bạn hướng vô đây. Đây các bạn. Extinction. Chúng ta đến thời kỳ tuyệt chủng trên trái đất của khủng long bị tuyệt chủng. Thì bạn nhìn đó, 65 triệu năm trước, 66 triệu năm trước thì có một thiên thạch rất là lớn và đập xuống trái đất. Đó, đây là một vụ nổ. Vụ nổ này là xảy ra ngay tại biên giới giữa Mỹ và Mexico. Thì nó nằm ngay chỗ hướng này các bạn. Đây là ngay tại Mexico luôn nha các bạn, nó đập xuống Mexico luôn chứ không phải Mỹ nữa. Này, biên giới đây, Mỹ với này, Mexico chỗ này. Đó, nó đập xuống này. Rồi. Giờ chúng ta sẽ coi thử nó tuyệt chủng như thế nào nha. Đây là 66 triệu năm trước. Đây là thời kỳ tuyệt chủng nè. Sau thời kỳ phóng trắng là thời kỳ gọi là tuyệt chủng đây. Rồi đây coi thử nha. À. Đây là những bộ xương hóa thạch của thằng lằn, thằng đồ trời nó to. Bật ngửa rồi đó. Ra vô đây. Rất là nhiều loại bị tuyệt chủng hết. Rớt xuống cái là tuyệt chủng, nó thành một cái mô hình cho bạn coi là vậy á. Tuyệt chủng. À, chỗ này có con bàn rùa nè mình. Con này con gì nữa nè. Thời ngày xưa nè. Đó. Vô đây nằm giống mua rùa mua đồ nè. Nhiều loại lắm. À. Thì bạn có nhìn thấy một cái điều là con cá sấu. Đây. Đây là một con những con hiếm hoi mà tới tận bây giờ là vẫn còn sống. Thời cổ đại là con cá sấu, các bạn bè mày nó sống. Cái hình thái con cá sấu là con sống từ thời cổ đại tới giờ, từ 66 triệu năm trước tới giờ các bạn. Nó sống từ thời khủng long, mà khủng long tuyệt chủng mà bây giờ nó vẫn còn sống, mà nó vẫn làm bé đạo đầm lầy. Ai? Bắt đầu sản sinh ra mấy anh ngựa. Ngựa từ đầu là cái con như vậy. Xong cái nanh là đấm đấm đớp xuống này. Xong bây giờ mới thành con ngựa. Thì anh em anh tê giác lên đồ. Đây. Sau thời kỳ mà tuyệt chủng rồi, chúng ta sẽ đứng tới thời kỳ đây là tổ tiên của mình nè nha các bạn. Phải không anh? The human story begin. Thì con người xuất hiện là sau thời kỳ tuyệt chủng của khủng long. Thì con người bắt đầu từ con khỉ. À. Ăn lông lỡ lỗ. Đó, bạn nhìn thấy giống ai không bạn? Bạn nhìn giống một cái tụng chủng tộc vậy, mình không nói thôi nha, bạn tự suy luận nha. À. Đây. Con người đầu tiên người ta gọi là Lucy. Bạn nhớ nha, tổ tiên của mình tên là Lucy. Đây là con người từ 195 triệu năm trước. 195.000 năm trước. Là bạn thấy người châu Âu nhìn giờ cũng hao hao bây giờ chứ bộ. Nhìn giống chứ bộ. Đây. Chúng ta sẽ gặp một con. Con này là gọi là một con gọi là nó tương đương với con T-Rex khổng lồ á, nhưng mà nó là một cái dòng gọi là dòng trong các loài là gọi là gì ta, không biết nhận tả cho bạn sao, nhưng mà đây là rồi Rex Intergen gì đây, nó giống như có cái con lừa sau này của mình vậy á. Sao hợp đi kho, nó ăn cỏ ăn cây mà nó rất là to các bạn, nó to lắm. Cái con này nó cái tên của nó tên là Zan, nó tên là Megatherium. Mega là nó rất là to kinh khủng rồi các bạn. Đây là dòng to nhất mà nó thể leo chiều hái cây này nọ mà xuất hiện trên trái đất của mình rồi đó. Nó cực kỳ to luôn. Cái con này là con TT ngày xưa là tổ tiên của mình. Giờ nên trời nó to vậy luôn bạn. Dễ không bạn? Nhớ nha, cái con hóa thạch, cái con này rất là nổi tiếng mà. Ta vô đây coi đầu đó hả? Voi Mammoth.
đây chúng ta đến gọi là voi mammoth sống ở tại Bắc Mỹ. Voi mammoth Bắc Mỹ, bạn thấy không, to của cái nhà của nó nè các bạn. Nhà nhà original nè các bạn, nhà real nè. Ôi nhà này tiền không các bạn ơi, trời ơi nó to lắm bạn, cái nhà của nó trời ơi phải 2 mét nặng lắm á. Con voi mammoth rồi bị tuyệt chủng cách đây 10.000 năm. 10.000 năm bị tuyệt chủng các bạn. Đến là nó mới tuyệt chủng đây thôi. Dòng voi này nó bị tuyệt chủng rất là tội nghiệp. Tiếp theo. Ta đi qua đây. Cũng là tuyệt chủng luôn. Thì 10.000 năm tiếp theo là nó tuyệt chủng. Đây là những cái loài bị tuyệt chủng, nói chung là đây là chỗ bảo tàng này là tuyệt chủng, chỗ này là chủng hết. Rồi, hết, kết thúc. À, đi vào đây thì họ sẽ bán đồ lưu niệm là khủng long, khủng đồ, mấy con khủng long trong bạn coi nãy nè. Thì bây giờ kết thúc series bị bảo tàng khủng long, bây giờ chúng ta sẽ tới thăm tòa nhà chọc trời ở tại Chicago. Và chúng ta sẽ kiếm ăn một món ăn rất là nổi tiếng ở tại đây, đó là món pizza đầu tiên đến từ Mỹ các bạn. Món pizza đầu tiên tới Chicago các bạn đó. Thì người Ý họ di cư họ tới Chicago thì họ làm ra món pizza này, mình sẽ review cho bạn coi. Vậy thì chúng mình lên tòa nhà chọc trời đầu tiên trên thế giới, tòa nhà cao nhất trên thế giới đầu tiên luôn. Ok, thì chúng mình đây các bạn. Trời ơi, nó tập trời. Em thấy sao? Trời. Đây là cổng vào. Má, họ đã cao rồi, các bạn phải vô. Vô. Tòa nhà tên là Willis. Yêu cầu đeo khẩu trang. Đó. Nè, thấy chưa? Mình đã các bạn. Vô. Oh. Nhìn sang không? Sang không? Cái tòa này xây từ năm 1970 rồi nha các bạn. Là cách đây 50 năm rồi đó. Đây Sky Deck nè. Đó. Đây là khuôn viên ở trong tòa nhà này là nổi tiếng nhất ở tại Chicago rồi các bạn. Tới Chicago mà không đi là thiếu sót nha. Trên này cũng bán sushi, sushi rất là. Thôi rồi. Cái vòm trời nó trong xanh luôn. Đây là Minh Trần Tiến à. Cái tòa nhà này là nó cao tới 435 mét, bạn hiểu không, là nó gần nửa cây số lận nha. Thì nếu mà tòa này mà so với cái tòa mà Burj Khalifa mình review bên Dubai thì bao nhiêu bạn, nó bằng một nửa. Burj Khalifa là cao 800, hơn 800 mét, là gần cây số, thì tòa này cao một nửa. Nhưng mà năm 1970 thì nó cao là cao nhất thế giới nha các bạn. Do you guys buy tickets also, or do you have them already? Yes, I have. For sure. Yes. 3:30, cool. I don't know how we guys scan them. Yeah. Thank you, sir. Enjoy. Rồi các bạn, chúng ta đã đến tòa nhà Willis Tower. Đây là tòa nhà được xây từ năm 1973 nha các bạn. Đây. Bạn nhìn nó giống như cái thiết kế của Bitexco hình cái tre các bạn. Nó có tổng cộng là 110 tầng. Nó là tổng 110 tầng nha các bạn. Thấy lạ không anh? Ô. Nó làm là giống tàu điện ngầm. Ô. Này tàu điện nó làm giống tàu điện ngầm các bạn. Nhìn đã ha. Đã không anh? Đi đó các bạn, nhìn nào. Nó sẽ chạy qua tất cả các Chinatown nè. Gom, bên này nguyên rồng rồi, mừng Chinatown rồi, ưu ái với ta. Chưa ưu ái Chinatown với mình. Gom, đúng không?
chạy thẳng luôn, cái hầm ngầm này chạy thẳng tới cái tòa tháp Willis này luôn bạn. Đây, đây là các món ăn ngon ở tại Chicago. Chicago bạn sẽ có là, nhìn nha các bạn chú ý nha, bạn sẽ có món Italian. Mình sẽ review cho bạn cái món pizza rất là nổi tiếng ở tại đây. Thì đây là cái món mà dish pizza, đây là cái món pizza lần đầu tiên được tới Mỹ luôn. Và do chính người Ý, cái ông người Ý đem qua luôn các bạn. Từ năm 1953 ông đem qua cái món này. Thì mình sẽ review cho bạn coi cái món này là cái món mà khi mà tới Chicago là bạn phải ăn. Đúng rồi, nghĩa là cái văn hóa và đại chúng của Mỹ đó là ăn pizza, các bạn hiểu không? Thì tại Chicago thì món pizza xuất hiện lần đầu tiên tại Mỹ và trở thành nổi tiếng khắp cả nước Mỹ các bạn. Đó. Tới tiếp thì cái món hot dog này á cũng là một cái style của Chicago rất là nổi tiếng, nhưng mà mình sẽ hiện các bạn ở tại New York, tại vì hot dog nó xuất phát từ New York nên mình xin dành lại cái món hot dog này dành cho New York. Ok không anh? Ok. Đó. Thì chúng ta thấy đó, ở đây nó làm thẳng luôn một cái miếng để cho bạn chụp. Đây là cái món deep pizza, thì ở trên này nó phủ rất là nhiều tomato rồi cheese, cái này là sriracha quá phải không anh? Yeah. Cái miếng pizza này thì mình sẽ review sau khi họ đi xuống thăm quan xong tòa nhà, là mình sẽ review cho bạn cái món deep pizza này cho bạn coi. Nó rất là nổi tiếng, nó nổi tiếng, nó nổi, bạn nhìn thấy là nó có miếng deep pizza, bạn thấy không? Đây là tomato sauce nè, đó chỗ này là bạn sẽ có sausage là xúc xích. Đây là cách làm bột để làm bánh pizza, sau đó họ bỏ cheese vô. Thì là mình sẽ ăn đúng y chang những gì mà trong này nó miêu tả. Hoặc là bên này là nó có món gọi là hot dog kiểu Chicago. Hot dog kiểu Chicago thì mình sẽ, nó ăn là gọi là no ketchup. Bên New York thì rất là nhiều ketchup, nhưng mà style Chicago là không có. Thì nó rảnh thì mình review cho bạn coi luôn. Bây giờ đi lên tòa nhà này cái đã. Nhon mỗi tòa nhà trong này có một cái design riêng. Bữa mình đi Burj Khalifa là kiểu riêng các bạn. Ồ, có hình Obama nữa chứ. Đây. Ồ. Ghê, giờ có sân khấu rồi hát rồi này nọ hả? Lò. Đã chụp hình rồi sống ảo này nọ các bạn thấy không? Ừ. Đi tiếp ở đây. Chicago. Đó, cái biểu tượng của thành phố rất là nổi tiếng là cái Cloud Gate. Rồi. Xếp hàng. Rồi, lại tiếp tục hành trình xếp hàng giống như bên Burj Khalifa ở bên Dubai các bạn. Bây giờ xếp hàng chút xíu. Ok bạn, giờ chuẩn bị chúng ta sẽ lên thang máy. Thấy nó đông không? Đi ra, trời ơi chóng mặt. Trời ơi đông. Nhìn xuống dưới. Trời ơi Chicago. Còn hơn bay flycam nữa. Cái này là tôi bay flycam hàng xịn. Đúng không anh? Flycam xịn luôn. Đây, đây cho bạn coi nè. Cái đây là gọi là một trong ngũ đại hồ của tại Mỹ nha các bạn. Thì cái hồ này là nó đổ nước ra sông Mississippi. Đó. Hồ này là nó cung cấp nước ngọt đó cho thành phố Chicago này nha các bạn. Ở dưới này là một con kênh đào. Thì cái dòng sông này là làm dòng sông chảy ngược. Ở đây là nó chảy ngược nha các bạn, chứ nó không phải là chảy xuôi ra biển đâu. Đó. Không biết tòa này đâu nên chung nằm đâu vậy mình. Dòng bên đây các bạn. Thì đây là khung cảnh xung quanh, cái chỗ này là chỗ này bán hàng lưu niệm mua sắm. Thì bạn nào đi thăm những cái ngôi nhà chọc trời ở Dubai như Khalifa rồi, hoặc là Burj Khalifa, hoặc là ở tại
Thượng Hải hoặc là ở tại Việt Nam hay đâu đâu. Việt Nam mình chưa đi nha. Trò Landmark 81 là mình chưa lên tầng cao nhất. Ở đây là bán hàng lưu niệm. Nhìn qua đây. Đấy các bạn. Xa xa bên kia là du thuyền. À. Thấy không? Trời ơi, đây bay Black Cam đúng xịn luôn anh ha. Hướng chỗ này. Má ơi, bạn chưa thấy cái tòa cái thành phố nào là đọc trời không mà một dòng bên qua này nữa nè. À. Trời ơi. Thì bạn thấy chập trời không? Thì New York nó sẽ còn chập trời ác liệt hơn nữa, nhưng mà đây là sau khi mình qua Mỹ thì đây là nơi đầu tiên là mình thấy là chập trời kinh khủng vậy, nó còn hơn là Los Angeles luôn á. Đúng không anh? Đúng, mình nó phải công nhận là nó ở 2 năm ở Los Angeles, nó qua Chicago là thấy khác hẳn luôn. Qua đây các bạn. Thử là nhìn xuống là chập trời luôn các bạn. Kinh khủng, không có một nhà dân nào thấp mà ở chỗ tại Chicago này luôn, nó quy hoạch gì mà dít giác. Đó, trên này là họ bán hàng lưu niệm Chicago. Đây, coi thử cái này họ bán nhiêu tiền nha. Đây là cái ly Chicago. Cái tháp này là ở đây các bạn. Cái tháp này ở tại Mỹ nhưng mà nó vẫn là hàng mấy anh China các bạn. Đi đâu vậy nè, thòn hết các bạn, qua hàng mua hàng bên trên bên Mỹ là cũng vậy thôi. Đây. Trời ơi, một dãy của Chicago mà thấy không, nó full, nhà nó full ra kia. Bạn muốn nhà thấp á là bạn phải vùng ngoại ô, bạn thấy vùng ngoại ô không? Còn cái vùng này là sát biển nè đó. Thấy chưa? Trời ơi, Lai Cam đúng xịn chưa? Xịn không? Lai Cam xịn không? Đúng không anh? Lai Cam này bao xịn luôn đúng không anh? Đây là cái hồ nhưng bạn đừng nhìn cho bạn tưởng biển. Thật sự là nó trong xanh, nó đẹp như biển luôn. Tại vì cái này là nước băng của Canada, trên kia nó tan ra các bạn. Đây là nước băng, nên nó rất là trong lành, nó sạch sẽ. Đây là một trong những cái hồ mà không có tảo biển luôn, có nghĩa là nó sạch kinh khủng vậy luôn các bạn. Ở nhìn nè, chỗ này sẽ có những cái lỗ này để bạn đứng ra ngoài đó, bên lòi ra đó chụp hình luôn bạn. Nghĩa là bạn lơ lửng với không trung á. Thì chỗ này bạn sẽ có là 60 giây để chụp hình đó bạn. Để chụp hình ngay chỗ cái cửa kính đó, rất là đẹp. Thì mỗi lần cái gì chỉ có 60 giây thôi, mình sẽ ra mình quay cho bạn coi là cái đó là cái gì mà ta đứng xếp hàng đông như vậy để chụp hình này nọ. Bạn coi bên này nè, ra kính chụp hình vậy chỉ 60 giây thôi nha. Yes. Yeah. Ok. Đây các bạn. Thank you. Dạ. Ok bạn, đây mình đang đứng ở chỗ này mình chụp hình rồi xong rồi. Chỗ này là đây nhìn thế nào. Kính nhìn ghê. Nhìn được xuống ở đây luôn bạn thấy không? Chỗ này mình chỉ có 60 giây để review cho bạn coi, thì mình nhìn hướng ở này là sẽ có. Người ta cũng đứng ra dàn mình lần lần bạn. Bên đây. Nhưng mình không dám ra không ơi. Mình chỉ có 60 giây thôi nên phải tranh thủ các bạn. Rồi, nãy giờ hết bao nhiêu giây rồi. Rồi, giờ chụp hình cái nào. Giờ mình nói gì, mình chụp hình anh ngán mình. Hả? Em chụp đi. Ok, quay cho bạn xong rồi xuống ăn pizza nữa, là có gì ngon ở dưới nha các bạn. Đi. Trời nó đông cho các bạn. Xuống đông đen rồi xuống coi thử pizza là ngon nhất ở tại Chicago này là gì nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra lấy bánh pizza. Mình đặt bánh pizza các bạn. À. Đây. Bánh pizza mình đâu? Hi sir. Pizza? Yes. Thank you. Thank you. Teacher. Yeah, thank you. Đấy các bạn. Đây là bánh pizza của mình. Đây là quán tên là La Monitis Pizza. Đây là cái món rất là nổi tiếng các bạn. Thì ông chú già đó ông đi giao kìa. Đó bạn coi. Ông tự ông giao luôn các bạn. Thì mình đặt. Thì cái bánh này hết 32 đồng. Đi. Ra đây. Ok các bạn. Thì đây cho bạn coi cái giá tiền của mình ăn là hết 30.99. Đó, là mình tiếp luôn rồi đó. Mình đưa 32 luôn bạn. Rồi. Đây là thương hiệu pizza là nổi tiếng lâu đời đầu tiên ở tại Mỹ. Người Mỹ đầu tiên biết tới pizza là thương hiệu này. Lại cho bạn coi. Đây sẽ có một cái dĩa. Đây bạn. Cho mình một cái bịch. Đây là cái thương hiệu bánh pizza nè, lấy ra cho bạn coi nè. Đây. Mà cái gì pizza nè, đây ghi tiếng Ý á. Đó. Có nhiều dạng, nhiều loại, lấy cho bạn coi. Ở trong nó quảng cáo ghê quá đi. Mình phải ăn thử. Ừ.
Này, bình tĩnh nha Minh, tốt bụng bình tĩnh nha Minh. Đó, tưng 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 tưng. Đây là bánh pizza nhồi, gọi là dip pizza các bạn. Đây, tưng 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 tưng. Đó, bạn thấy sao? Thấy sao? Thấy sao? Thấy sao? Thì đặc điểm của bánh pizza nhồi này cho bạn coi kỹ lại nè. Thì cái bánh pizza này nó rất là dày, bạn thấy không? Cái lớp của nó rất là dày nè, cái vỏ rất là dày, cái ngón tay mình đo nè. Thì nó khoảng tầm 5 cm. Và nó trong này nó bỏ cà chua nè, thịt bò, đây là thịt bò Ý, chi. Đó, nhìn ngon á. Trời, đang đói bụng. Thử coi. À, mở này ra. Thì cái bánh pizza này tính ra 32 đô là nhiêu tiền của anh? Còn 700 ngàn. Bánh pizza này 700 ngàn các bạn. Đây. Mà kính qua đây rồi. Muỗng, đũa, dĩa. Còn cái phần này nó cho tới 4-5 người ăn lận. Mình ăn thử nè. Mình sẽ lấy thử miếng bánh pizza thử sao. Trời ơi, nó nhũn. Đây. À, à, phô mai. Phô mai chiếu sợi luôn các bạn. Đó, đây là phần của mình. Bây giờ mình ăn thử nè, đói bụng quá, đói bụng. Trong này nè, bạn ơi, cà chua nè, đây mình làm miếng thịt bò nha các bạn. Thịt bò rất là dày, rất là dày cơm. Ở trong là chi. Rồi, ăn thử nè, ăn thử nè. Medium, size nhỏ, size lớn. Ăn lưỡi dành để giòn nha. Dành pizza. Giòn. Nói chung là so với pizza hút, pizza domino á, thì hai đó ngon hơn chứ mà. Bây giờ thử cái tiêu gõ. Cái này nó có gì? Đây. Đây là tiêu đỏ, thì thấy ra là gì rồi? Đây gọi là ốc bột hay sa tế, ốc bột không anh? Dạ, ốc bột, ốc bột. Ốc bột. Không. Thật sự. Cái món này nó là so khớ khẩu vị người Mỹ á. Họ thấy ngon không bạn? Nó thấy ngon thiệt. Đây là phô mai nè. Để gắt thêm phô mai lên. Đây nè. À. À. Hai ba loại phô mai luôn. Cho thêm phô mai rất là nhiều. Bạn thích ăn nhiều phô mai thì bạn rắc lên. Nói chung là mình chấm điểm mà nếu so với món mễ của đồ thì cái này cũng ngon. Tô dạng cũng ngon hơn so với món mà món mễ taco ta giết các bạn. Được. Chẳng qua là cà chua nó hơi chua thôi. Thôi nữa là ăn được các bạn. Đây là cái món pizza là đầu tiên xuất hiện tại Mỹ các bạn. Tới Mỹ, tới Chicago nhớ thử. Thôi, video khá là dài rồi. Nói chung là cảm ơn các bạn xem phút này. Nếu hay nhấn kênh và like chia sẻ nữa. Mình còn đi thứ hai nhỏ hơn lần sau. Giờ kết thúc. Hôm nay là chuyến đi ở Chicago khá là dài, bạn quay rất là nhiều cảnh rồi này nọ cho bạn coi rồi đó, từ công viên khủng long tới tòa nhà chọc trời, rồi xong chảy ngược rồi các kiểu, rồi ăn bánh pizza đặc sản ở đây.
do chuẩn bị hành trình sẽ tiến về New York các bạn. Trời đi bây giờ nhanh 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 lắm mà lâu lắm rồi mình ơi. Không chỉ tiện ăn thì thấy ngon. Cái món này sẽ ăn thì thấy ngon nè. Mới ăn thì không thấy ngon mà giờ ăn thì lại càng thấy ngon. Lớp dưới đó, nó vàng như bánh bông lan á. Cái bánh nó cũng thơm, cũng ngon. Tôi ăn thấy cũng ngon. Ngồi ăn ngoài đường nha, review cho ông xem luôn mà. Rồi rồi, cảm ơn.